lên lên trình bày phụ cô ấy. Những bức tranh có đẹp không ạ? Dạ, em cảm ơn cô rất là nhiều. Cô tên gì không? Dạ, cô Lisa. Tí tặng đợt 2 à. Em gỡ qua cho. Không có Zalo à. Nè chị ấy đi rồi em gỡ qua cho nè nè. Số điện thoại chị á. Cô chào con. Hôm nay là bỏ hóa của nhóm hội công nhân công hạ thì cô đã được tặng con 52 triệu. Đây là hộp quà của chị Na ở Đà Nẵng gửi tặng cho Cường, và Cường về cái đường chuyên nghiệp bằng học á, và ở trong này có một cái gì đó rất là đặc biệt của Cường, giống như là một món quà làm kỷ niệm của chị Na ở Đà Nẵng. Cô muốn chụp cho cô một bộ hình. Cô cảm ơn gia đình. Con túi đồ đi. Còn nữa. Cô cho thơ gì thương con cả đấy. Cô ơi, cứ cả đấy. Cảm ơn cô. Con ơi, chấm mồ hôi 2 chân bàn. Cô chào con. Cô là cô Thúy ở quê gốm Bát Tràng. Cô cũng tặng rất nhiều sản phẩm gốm Bát Tràng cho con. Hôm nay lên số Cần Thơ, cô có một phần quà tặng con và chúc con luôn thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Cô có rồi ôm hoa.
chương trình nhìn thấy rõ không ạ? Tôi sạc hơn con mic dạ. Cảm ơn cô nên biết là nhiều. Các cô chương trình có thấy rõ không ạ? Cô chương trình nhớ bấm like, chia sẻ, giúp đỡ nha. Cô ở đâu nè? Học sinh Hà Nội ế. Phát tay thì bây giờ Nguyên bàn giao lại cái số quà của cô Yến Lê nha cả nhà, là cái cô giấu tên mà cho em cường 300 đô cả nhà. Thì bây giờ Nguyên xin phép là Nguyên bàn giao lại cho cô nha, cô ấy ngồi kế bên Nguyên nè cả nhà. Dạ thì Nguyên bàn giao lại cho cô là lên tặng nha cả nhà. Đây cô. Ông để ngồi đi. Cho con gửi lời cảm ơn đến nhớ dẫn nha. Cái này gọi là cái gì? Trời ơi, bất động sản. Hy vọng là con sẽ về. Hai gì nữa không? Cái cần tí cho làm sao?
Cảm ơn đi. Cảm ơn luôn đi. Cô làm cái nhiệm vụ trung chuyển cho cô báo nghĩa để con 200 đô. Là của ai? Không biết là cô gửi cho ai. Cô báo Nguyễn Tây là đâu đây? Thì là kể từ bây giờ là đi là không đi hát là không cần phải muốn vũ đoàn. Cảm ơn cô nãy lên muốn vũ đoàn cho con là. Dạ. Chụp chụp chị chụp chị
Kevin và Quyên, chào Quyên. Quyên nó tên là gì? Hai đứa nó lên rồi đó. Đang dưới góc này mua Yến Lê ngồi trong máy chơi chụp hai 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 bé trong chị Yến Lê bên này để Kevin và bé tên gì cũng quên mất đang lên tặng quà cho em Cường lần đầu tiên về du sâu. Đây là em Kevin với lại là chị Tú Yên ấy ở bên Mỹ về lần đầu đi show của em Cường này cả nhà, mặc áo xanh chuối luôn nha. Bây giờ là hai mặt cô Yến Lê là lên tặng quà được đứng gần em Cường đi chụp hình em Cường. Hello cả nhà. Hello, xin chào cả nhà. Thì hôm nay là tôi là FC của Sài Gòn. Tiếp theo em không? Đưa cho mẹ Lan nhìn. Xíu đi. Ngày xưa người ta có nói rằng nha. Lúc ở giữa nè, ở giữa. Nói là cô ấy, chị mama có hai cuốn sách này, thì hy vọng là chị có thời gian để đọc nó. Tổng thống luôn đó. Đang hỏi ai đấy? Cô Yến Lê. Và là quá trình vàng. Đây là FC Cà Mau. Hôm nay hai cô bước chân cho con lên về miền Tây Cần Thơ. Cô cũng có món quà mà cô có ba điều kiện tặng con. Cô chúc con luôn học giỏi con khỏe, là chúc gia đình con được bình an. Xíu rồi. Nhiều. Tôi Yến thì thế này. Tôi Yến thì thế này. Con
trong chương trình. Từ từ mọi người ơi. Cô là cô Mai Lan hả? Bữa nay cô có món quà tặng cho con, đồng thời cô cũng có những cái đôi lời tâm sự cô đã viết trong đây cho con rồi. Cô rất là mong con đọc đó. Rồi cô mong con luôn luôn khỏe mạnh, vui vẻ, học giỏi, hát hay. Xin cảm ơn. Anh tệ em gửi cái bó hoa và lì xì 10 triệu của cô Việt Kiều ở Thị Sĩ. Cô gửi lời chúc MV Người ơi đừng bỏ quê của bé Cường sẽ thành công vượt rải. Wow.
đầu. Là quà của cô Kim Phụng ở Đài Loan tặng cho con là 6 triệu. Còn đây là cô Kiều Anh Phạm ở bên Mỹ, cô tặng con là 8 triệu. Nhiều bông bì quá. Còn đây là cô, cái cô mà tặng con cho món quà đó, cô nhờ con là gửi cho chú Sơn Hà 6 triệu. Cô cũng gửi cho cô Anh, cô Kiều Anh của con. Cô cũng gửi cho cô Uyên một món quà nhỏ. Có rất là nhiều tình yêu khán giả dành cho em và ngày càng trưởng thành, ngày càng hát hay và năm nay đạt được ước mơ nha. Chúng em có chạy gì khán giả ta chút à? Và sau đây em xin phép được nhìn sân khấu lại cho chị Kim Anh. Trời ơi.
hát hay đó thôi. Cảm ơn con điều gì đâu ạ. Quầy xin kính chào tất cả quý ông bà, cô chú anh chị ạ. Thì trên tay của quầy cầm quá nhiều yêu thương của các cô chú chị nhà quầy gửi tới anh Cường. Nên quầy xin các cô chú chị cho quầy một phút để trao lại cái yêu thương cho anh Cường ạ. Dạ vâng, thì món quà đầu tiên là của ngoại ở xa. Ngoại vừa nghe anh Cường hát mà ngoại đang là khóc. Anh Cường $1,000. Chúc anh Cường là ngoại rất là thương anh Cường, hôn anh Cường thật nhiều. Món quà thứ hai thì là của cô Nguyễn Trương. Thực sự là hơi bị run một tí, cả nhà cho quay xin một tràng pháo tay ạ. Tại vì quá nhiều yêu thương đây là đưa các cô chú. Là của cô Hương Trương, thì cô Hương Trương có cái món quà này cô nhận được từ cái phần thưởng mà cô lao động xứng đáng. Và cô nói rằng là cô muốn trao lại cho người xứng đáng được yêu thương $1,000. Dạ đây là món quà của cô Hà. Món quà của cô Lệ, món quà của chú Trần Ngọc Cường, món quà của cô Ngọc, tặng ra nhiều quá, món quà của cô Trượng ở Hòn Tre, đây, Kim Liên ở USA gửi cho em Cường, món quà này của ngoại Kim Liên nhờ em Cường gửi về cho chị Xuyến, chị Hai. Ngoài ở xa cũng tặng chị tặng cô Uyên $100 và chị Hương Trương cũng nhờ quầy gửi tặng chị cô Uyên $100. Dạ Nguyên xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị đang có mặt tại sự diễn của anh Cường ạ. Dạ tự nhiên đứng gần em yếu á. Dạ thì cho Nguyên gửi vài món quà mà Nguyên tiếp nhận và trung chuyển đến tận tay anh Cường. Dạ món quà đầu tiên là món quà của cô Hạnh Trang tặng Út Cường $200. Và món quà thứ hai là của công ty này Bảo Phạm gửi Út Cường $5,000. Dạ món quà thứ ba là của cô bên Mỹ giấu tên gửi tặng anh Cường $10,000. Công nhận đúng thì Cường nhanh. Dạ, nãy giờ run quá mà quên còn món quà của ngoài nữa. Ngoài ở xa tặng em Cường một hộp yến nữa, quên. Xin lỗi ngoài. Đông quá, gung. Này đông quá gung.
Dạ, dạ, hôm nay hơi rung một tí cả nhà. Không, cái giọng không rung, cái tay rung. Dạ, hôm nay tự nhiên nó rung. Nhìn lên đây, quay nhìn đây. Đây, nhìn đây. Con là khó hoa của triệu. Nhìn lên đây, đứng thẳng đi. Một Scotland 19.000. Ô, vân Canada 5 triệu, cũng nên phải 5 triệu. Quá.
Quay lại đây cô ơi. Cô ấy ngại kìa. Chuyên nghiệp dưới chụp dưới luôn. FC Tây Nguyên thương tặng cô Hồ Văn Cường. Rồi, tới nữ quầy. Cô Văn Sâm tới rồi. Hôm nay cô đến đây có bạn của cô nè. Cô bạn gửi vàng, chứ gửi đô la, chứ gửi tiền về cho con. Mà hôm nay cô đã đến từ Washington DC, cô ước nguyện muốn gặp được thích con. Nên cô giới thiệu cho cô biết. Chúc cô giới con giới thiệu cho cô với nha. Một lần nữa nha. Ừ, cô đâu dài cô chào con. Cô xin gửi lời đến ban tổ chức phòng trà mai cùng toàn thể quý vị khán giả nơi đây và đại gia đình xanh đọt chuối của chúng ta lời chào trân trọng nhất. Mẹ bé Cường, cô thật là vui hôm nay cô thấy tất cả ngoại nội cô chú cô bác quá nhiều cái tình thương dành cho con vô cùng thương mà lại quý nữa, quý vô cùng. Cô cảm thấy vui sướng ra đi, quá vui sướng con mình. Thì hôm nay cô đến đây cũng không có gì hết ngoài những món quà mà cô muốn gửi đến con. Đây là món quà hai chỉ vàng. Hai chỉ vàng này cô gửi tặng con. Thì con muốn sử dụng cứ đem ra sử dụng, còn không cần thì con cứ để đó làm kỷ niệm. Và nhớ cô Yến, một người cô phương xa, lúc nào và lúc nào cũng thương con. Cô chúc con hát thật hay, học thật giỏi và phát huy hơn nữa, lúc nào cũng dương lên để đạt chữ hai chữ thành công, thành công, thành công. Và sau cùng không có gì hơn, tôi xin gửi lời đến tất cả đại gia đình xanh đọt chuối của chúng ta. Chúc tất cả gia đình thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc, vạn sự bình an, tràn lan cuộc sống. Và chúng ta nên phải lúc nào cũng đoàn kết, thật là đoàn kết, để nắm tay thật chặt và đu xô và bảo vệ con trai Hồ Văn Cường. Xin hết. Cô mà nói là cái nào mà không đúng thì con kêu vô là hỏi ý lại nha. Cho cô nói được thì khúc con mấy đứa. Cô làm công tác trước. Đây là bó hoa của chị Thư, gửi cho con bó hoa và 300 đô. Và cô Hà Lê, Hoa Lê ở Bình Thạnh, Hoa Lê nha, Bình Thạnh gửi con 2 triệu. Còn đây, chị với con Mỹ. Cô nhiều chị. Hôm nay đến đây, mình mặc màu xanh đầu chuối. Xin mấy anh chị cho mình vài phút. Hôm nay mình nói về cảm nghĩ của màu xanh đầu chuối nha. Có ai có đồng cảm á thì cảm ơn, ai không đồng cảm thì cũng bỏ qua. Cái nào mà cô nói mà không đúng thì con khiều cái hỏi ý lại cho con. Mình rất là trân trọng, mình rất là cảm ơn
những anh chị FC từ trong nước và ngoài nước đã giấu tên để đồng hành cùng FC để có FC vững mạnh ngày hôm nay. Rất là cảm động, mình thật, mình không phải là đại diện cho ai hết, nhưng mà đó là mình nói lên cảm tấm lòng của mình nha, nên mình rất là trân trọng, rất là cảm ơn. Đó là bản thân mình suy nghĩ, còn mình không đại diện cho ai hết. Và mình cảm ơn những bạn đã tự cho mình một cái quyền là hỗ trợ FC mà không cần lãnh được FC ngày hôm nay có những bữa cơm, có những khách sạn để cho các bạn ngủ. Mình cũng rất là trân trọng, đó mình cũng nói lên lòng mình, thật là cảm ơn. Rồi mình, nhưng mà trên hết, cảm ơn trên hết là cảm ơn những anh chị vừa bỏ tiền mà bỏ thời gian, cho thời gian đã đến đây với ca sĩ Hồ Văn Cường của chúng ta. Đó là giá trị nhất, là thời gian mà cho được. Có những người không cho được thời gian, thật sự mình rất là trân trọng, cảm ơn. Mà mình đến đây là mình cho nhiều rồi phải không? Cho nhiều, nhưng mà mình nhận nhiều lắm. Các anh chị có thấy mình nhận nhiều không? Yeah. Mình nhận niềm vui, mình nhận hạnh phúc, mình nhận nụ cười. Và mình nghe được theo Văn Cường hả? Ca sĩ truyền cảm những bài ca là gì nè? Sứ giả cảm xúc của chúng ta. Hồ Văn Cường, chúng ta nhận rất là nhiều. FC đến đây nhận rất là tình thương. Nếu mà đi Hà Nội, FC ơi, tôi đến Hà Nội tôi cần cái gì đó, người Hà Nội sẽ đến ngay, FC Hà Nội đến ngay. Về Đồng Tháp, về Đà Nẵng, đi bất cứ đâu, mấy anh chị cần FC, FC sẽ đến ngay, đúng không? Nhận rất nhiều. Chúng ta nhận nhiều quá, nên khi mà đến đây nhận rồi thì cô mà đến đây cho quà, hiển nhiên mình nhận là mình phải cho. Nên khi mà người mà cho quà con nhận, cô cho quà con nhận, cô cũng vui, mà là con cũng vui. Mình nhận nhiều giờ mình cho, đây là bình thường thôi con. Con cứ nhận bình thường, không phải chỉ có một món quà mà mình cho, mà em nó phải cảm ơn mình. Nếu mà con cảm ơn rất là nhiều, bởi vì đây là bỏ thời gian cho con thời gian rất là nhiều. Cảm ơn những người đồng hành, rất là trân trọng. Nên khi mà mình cho quà là hiển nhiên, chứ mà không phải là mình đây mình cho món quà bắt cháu phải cảm ơn mình, hoặc là phải làm theo yêu thương sách của mình, điều đó là không có. Nên mình cho là hiển nhiên. Nên hôm nay là cô cho con là bình thường thôi, cô nhận nhiều quá rồi. Cảm ơn những người đồng hành. Còn món quà nữa, cái này là bạn cô là không có đường đi theo, nhưng mà gửi cho cháu con có người yêu chưa? Nếu mà chưa có người yêu thì con ăn được. Rồi cái thạch xanh này của em bé thì con ăn được. Rồi con có người yêu con được dành cho cháu con nha. Đây là của con. Cảm ơn cô rất là nhiều. Và những lời nói của con giống như là nói thay lòng con vậy đó. Biết nói gì hơn, chị gửi lời cảm ơn đến tất cả các cô chú chị đã dành thời gian, tiền bạc, rồi tình yêu thương để dành cho con. Và không biết nói gì hơn, để con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để mà có thể đáp lại tình yêu thương của cô chú chị đã dành cho con. Dạ. Lương ngã hát có được không mà chưa hát hoài. Đúng rồi, cải lương. Dạ, tại vì lâu lâu về Cần Thơ là cái xứ miền Tây nên là phải có cải lương. Mẹ mắt đi đâu? Chúng ta sẵn sàng gặp con ra Hà Nội không? Con có ra Hà Nội không? Chúc con luôn luôn khỏe. Hôm nay là cô không dám ôm đâu, vì cô có đối thủ ngồi dưới kia, cô rất sợ giày bay. Chị cô.
thôi coi nè, coi nè, coi nè, coi nè. Dạ con bây giờ trên đây con còn một bài duy nhất, dạ về quê ngoại. Dạ, cô thuộc không? Nó thuộc thì lên nhé.